Chiều ngày 28 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20. Đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Đồng vụ trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn và 52 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã thông qua báo cáo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021. Năm 2020, tốc độ giá trị sản xuất bình quân đạt 15,5%, cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người trên năm đạt 30 triệu đồng. Toàn huyện đã có 68 làng bản khu phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa, 100% cơ quan đơn vị đạt đơn vị văn hóa. Hội nghị cũng đã hướng dẫn phổ biến quán triệt các nội dung về một số vấn đề chung, nguyên tắc về vận động bầu cử, triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kế hoạch, người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị đó. Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cần bảo đảm đúng tiến độ, thời gian, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Quá trình thực hiện khách quan, dân chủ, công bằng giữa những người ứng cử có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thống nhất với Ủy ban Bầu cử cung cấp về số cuộc tiếp xúc cử tri, thời gian hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu quốc hội tổ chức một cuộc tại trung tâm hội nghị huyện. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là 5 cuộc. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện xã là 3 cuộc. Các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trên địa bàn huyện được thực hiện từ mùng 4 đến 16 tháng 5 năm 2021 tại hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm xây dựng trình bày chương trình hành động tham gia tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và kế hoạch tổ chức hội nghị phát biểu tại hội nghị đồng chí lữ đức trung phó bí thư thường trực huyện ủy nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều để công tác chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc cử tri đảm bảo đúng nội dung chương trình theo quy định của pháp luật về bầu cử ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam từ huyện đến cơ sở đơn vị liên quan và các địa phương cần tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử công tác tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cần đảm bảo dân chủ bình đẳng công bằng tạo mọi điều kiện để người ứng cử tiếp xúc được tối đa số cử tri ở đơn vị bầu cử đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin đến đông đảo cử tri. Cùng với đó, đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy yêu cầu cần tăng cường kiểm tra giám sát công tác bầu cử tại cơ sở một cách kỹ lưỡng, tránh những sai sót để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đồng thời xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh y tế và phòng chống dịch COVID-19 tại điểm tiếp xúc cử tri.